Alo, đây hôm nay Hà sẽ hướng dẫn mọi người cách ẩn bạn bè trên Facebook nhé. Thì ví dụ như là Facebook khách của Hà đây, thì bạn bè quá ít, bạn bè chỉ có 976 người. Như vậy thì khách họ sẽ đủ tin tưởng, họ sẽ giảm. Họ sẽ nghi là Facebook này mới lập và không phải là một chuyên gia. Chính vì vậy mà mình cần phải ẩn đi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình ẩn để cho đối thủ của mình không vào cướp khách. Sẽ có những trường hợp như vậy. Thì Hà sẽ hướng dẫn mọi người cách ẩn bạn bè. Thì bây giờ các bạn vào mục ba gạch này nhé. Bạn vào đây, bạn kéo lên, chọn cài đặt và quyền riêng tư, chọn cài đặt. Các bạn có nhìn kịp không ạ? Các bạn lưu ý nha, đây, chọn cài đặt cái đầu tiên đây. Hà sẽ làm từ từ cho các bạn. Và các bạn kéo lên, kéo lên, kéo lên. Các bạn sẽ thấy có chữ cài đặt quyền riêng tư. Đây. Thì bây giờ các bạn kéo lên sẽ có. Đây là các bạn lưu ý nhé. Xem các bài viết trong tương lai thì các bạn để công khai này. Thì bài viết công khai thì sẽ có nút chia sẻ và người lạ vẫn có thể xem được. Có như vậy mình mới bán được cho khách lạ. Rồi tiếp, ai có thể nhìn thấy những người trang danh sách theo dõi này. Cái này các bạn bật công khai lên hết luôn. Đó, tất cả đều bật công khai. Ai có thể gửi lời mời kết bạn bỏ mọi người này. Và đây, đến mục mà ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn, các bạn ấn vào đây. Các bạn ấn vào đây và các bạn nếu như mà chỉ mình tôi nó ẩn phía dưới ấy, các bạn ấn vào nút xem thêm này sẽ hiện ra nhé. Nhiều lúc nó ẩn ấy, thì các bạn ấn vào chỉ mình tôi, đừng có để công khai. Các bạn tích vào đây hoặc là các bạn tích vào ô chỉ mình tôi là được. Đó. Và chỗ mà email này, các bạn lưu ý này, ai có thể tìm kiếm bạn bằng địa chỉ email, các bạn ấn vào đây và các bạn chọn chỉ mình tôi. Giọng Hà hơi khàn nên là các bạn chịu khó nghe một chút nhé, đang ốm. Đó. Số điện thoại thì các bạn có thể để mọi người cũng được. Tại vì nhiều lúc mình đưa số điện thoại để khách hàng tìm ra Facebook ấy, thì các bạn có thể để mọi người. Nhưng Hà vẫn khuyên mọi người là nên để chỉ mình tôi thôi. Hà thì vì tính chất công việc nên Hà để với mọi người. Đó. Đó là cái mục mà cài đặt ẩn bạn bè. Thì cái này là ok rồi. Và thêm một mục nữa là cái dòng thời gian và gắn thẻ này. Các bạn ấn vào đây và các bạn phê duyệt đi nhé. Ai có thể đăng lên dòng thời gian, các bạn cho phép bạn bè đăng lên này. Và các bạn sẽ có một cái chỗ này, xem lại thẻ mọi người thêm vào và xét duyệt bài đăng. Các bạn lưu ý nhé, cái dòng cuối cùng xét duyệt bài đăng. Xét duyệt bài đăng này các bạn nếu ở đây và các bạn tích vào. Thì những ai mà gắn thẻ các bạn thì sẽ có thông báo. Và khi mà các bạn phê duyệt thì người bài đó mới được hiện lên trên tường mình nhé. Như vậy là ok. Đó. Như vậy là ok rồi. Ví dụ như là người này này. Ví dụ như khi mà mình ấn bạn bè đi. Đó. Thì bạn bè sẽ không hiện. Mà chỉ hiện bạn chung thôi. Như vậy thì nó ok hơn nhé. Rồi. Xin chào tất cả các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe video. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Liên hệ với Hà qua Facebook Trịnh Thu Hà. Hoặc Zalo 0986 185 191 nhé.